Vâng, và xin mời cô dâu chú rể sẽ cầm con dao để cắt chân tình yêu. Và xin mời cô dâu chú rể ạ. Vâng. Vâng, vừa rồi cô dâu chú rể đã tự trưng tình yêu đồng bào trẻ hôm nay đã gặp Việt Đức và Thân Quý chính thức được để đăng quang tại hội trường hòa nhạc trai chúng ta. Và cái món quà kỷ niệm đó, đó là xin mời cô dâu chú rể tiến sang ba bước này. Xin mời cô dâu chú rể tiến tới bước. Vâng. Đó là cái món quà, đó là rước rượu xung quanh để chúc cho đôi bạn trẻ này để trăm lần ngàn năm văn hiến. Xin mời cô rể bật và lúc và không biết bật lại bật đau tay giờ. Vâng, này là trước khi chú rể rót rượu xung quanh không biết mở bật vào tay đâu đó. Vâng, đó là món quà kỷ niệm hôm nay. Vâng, xin mời chú rể của các nhà thoải mái đi ạ. Góp từ trên nào, đúng rồi. Góp từ trên nào, vâng. Vâng, hỗ trợ cho 100 đơn giản ra đi ạ. Vâng, chúc cho hôm nay thật đến đầu bạc văn lòng. Chúc cho các bạn trẻ ngàn năm tình yêu đôi bạn trẻ này. Tập là không cha thì đúng mẹ, như mẹ như nước cầu nguồn của cha. Để giờ đấy điệp lòng mẹ cha, hai anh em đã kéo một mình mà bên nhau. Có tất cả các cụ ông, chú bà, cô dì nữa, mở nhà trai. Còn những gái đã về đây để trông vui buổi chờ hôm nay. Đó là đi diệu tình yêu đôi bạn trẻ hôm nay. Đâu con bé này to thế à? Con bé này to thế à? Xin mời bác Trương Đoàn nhà trai, xin mời bác.